Ok, mít bà con ơi. Ôi ôi gì đây, hai team đập nhau, không phải hai team đập nhau mà là nó ha. Chết map, chết map. Rồi rồi, bắn tiền cho anh em truyền ca nè, bắn tiền cho anh em truyền ca nè. Đó, đó 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 đó, lấy đồ lấy đồ đồ. Vậy mình nhà bắn tiền rồi, tới giờ bắn tiền rồi đó. Mình mua lẹ mình lên trên anh em ơi, ở đây nguy hiểm. Còn dư tiền chuyển về cho anh em Nga My lấy quyển Thiên Vũ Bảo Luân luôn. Nga My lấy Thiên Vũ Bảo Luân luôn anh em ạ. Ok. Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Ok. Lấy cái đao thần. Lấy cái đao thần cái anh em ạ. Ở bên khu 3 thì nó chết tán loạn hết trơn. Giờ có lẽ mình lên trên đi anh em ơi. Lên trên đi. Ui đồng thị. Oh, nó chạy rồi. Ui đồng thị chạy rồi, mừng quá. Tí nữa là bị nó quánh xanh bệnh luôn. Quân 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 quân, từ từ, chờ hồi chiêu, chờ hồi chiêu, chờ hồi chiêu. Quay lại anh em, quay lại. Từ từ từ, hồi chiêu cái này mà chưa 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 hồi đau thần. Ok, nhảy qua trước nha. Rồi chém 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 lia lịa luôn, đoàn thị chết rồi. Nhảy qua tới bên 12 luôn, 12 nó yếu máu hết trơn nè anh em ơi. Ôi đau vậy. Ôi chết nha, chết nha, chết nha, chết nha, chết nha. Ok chạy rồi đó, chạy rồi đó. Ôi bị nhổ đen cái ven dồn tí chứ. Ok anh em. À anh em nghe mày ăn luôn đi, nhảy hồi full rồi. Ok, mình từ từ thôi anh em ạ. Tại lúc nãy mình có quần nên mình mới manh động. Mình đứng trong này an toàn rồi đó. Nhảy full chiêu nha. Ok, qua luôn. Đây. Đừng theo nhai, dưới có tim, dưới có tim. Dưới có thần cơ nữa. Chưa có nội chiêu nha. Ok. Á à, tiêu dao chắc qua anh kia bị xử rồi quá. Áo tường xa quá. Chắc mình úp về lại khu 10 với khu cốt máu nè anh em. Máu rồi nha mấy anh. Ra nãy giờ mình quýnh mình chưa có đồ anh em ạ. À. Nghe mi nữa nè. Qua luôn anh em ơi. Rồi trường ca chết. Nha chưa hồi đạo thần nha anh em. Khu 9 nó mở rồi. Vô trong đi. Nha nghĩ vô trong chắc nha sợ nó xuống xuống 8. Farm cái anh em mà kiếm đồ cái nghèo quá. đúng rồi. Mấy lần kia thì có Dương Môn, lần này không có hề kim nào hết. Ok, mình gán nhìn nó đi, nhìn nó mình chờ nó. Xuống một biết kiếm nó không? Thôi nó qua kìa, nó qua kìa. Anh em né về bên 11 đi anh em. Rồi, bắt trường ca được. Tụi nó yếu máu qua không? Từ từ nha, còn nửa cái máu dòng cái nữa nha, chết rồi. Kiên lưu âm út, hay quá anh ơi, like. Ôi, bị lóc, đừng thất thám, ôi, chọc lẹ gì. Cứu mạng. Chưa có một tên nào bất ngờ.
Ôi căng quá. Con Gami nằm bên phải nha, bên phải. Con Gami nhá má. Ok ok ok. Mình chắc xuống thương nhân, thương nhân mua đồ cái nữa anh em ạ. Nha nha, yếu đồ quá. Nghe Gami nha. Rồi cứ luôn đi. Thôi đi chậm đi cùng nhau đi cho an toàn anh em. Ủa nó chạy mất tiêu luôn rồi. Ồ giết Thiếu Lâm luôn anh em ơi. Ok. Từ 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 chờ hồi chưa đi. Mình chuẩn bị về thương nhân là được rồi đó. Hiêu Phàm, hôm nay vẫn không đi cùng nhau được. Rồi xung quanh chúng ta không có địch. 11 team. Nãy giờ nha chưa có cái bạo kích lần lưng vuốt chưa đã. Ui hai kìa. Anh đi chặt thôi để em bấm cho. Em mua đồ đi. Để kìa em đi. Từ từ anh em ơi. Ok 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 ok. Em mình vẫn còn bị thiếu equip ta. Con Nga Mỹ đặt vòng đâu bên đó rồi. Nga Mỹ nó lại muốn qua mua đồ nữa kìa. Rồi rút rút lại đi anh em ơi, rút lại đi. Thành công. Vào trong đi, lên lên trên mình quét ở trên cái rồi mình xuống dưới. Dạ nhanh. Có Thiên Vương. Ủa nó đâu rồi? Nó chết rồi, chết rồi. Ok ok anh em. Cái đau thần nó lướt được xuyên quần. Rồi chuẩn bị có đồ ăn mới. Rồi đi đâu? Đợi đợi đồ ăn cái anh em ạ. Máu luôn. Mình qua 10 nha. Mình đi qua 10, mình đi dài xuống. Kén kìa anh em ăn đi. Hiêu Phàm, lần sau Hải Băng mà được lên sóng không được. Đi sang đây luôn. Rồi có rương rồi anh em ơi. Đây nó chết đồ ăn rồi nha anh em. Có cùng luôn, với thần cơ, thần cơ. Rồi chết thằng cơ được rồi, được rồi, được rồi. Ok anh em ơi. Ô chết cha. Tưởng đâu có phục mặt. Đấy nhá. À anh em nào cần. Không được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok ok ok. Rồi rồi, nhanh mua rồi, nhanh mua rồi. Diễn tuần, diễn mấy thần áo anh. Bây giờ mình chuẩn bị đợi thương nhân. Ê quên đợi. Ok ok. 6 đội. Yeah. Mở xong chạy qua 9 nha anh em ơi. Tỷ lệ bên 8 nó lên cũng khá là cao á. Ui Huyền Thủy, nó có Long Tước nữa, anh em cẩn thận nha anh em. Nhà đang vuốt nó khá nhiều á. Long Tước nó gần chết rồi nè. Ở dưới 4 có team bỏ, đừng qua, đừng qua, đừng qua, đừng qua 4, đừng qua 4. Ôi đừng qua 4, đừng qua 4. Đừng qua 4. Ok ổn, ổn, ổn. Con kia nó cũng hết chiêu rồi, nó còn có cái chữ nha nhai hồi đạo thần này xuống chơi nó nát bấy được á.
hết rất là nhanh em. Ok ok. À, ông tượng bên kia nó mở luôn rồi. Nghe hồi đã thần rồi chứ hồi rồi. Súng 4 chơi lại được rồi đó. Mà nhà sợ nó đi rồi. Rồi đi đâu? 4 luôn. Ủa mất rồi, nó ăn rồi, mất rồi, lắc rồi đó. Còn 1 rồi nè. Ok 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 ok. Thế bạn. Bỏ từ từ nha, đang bị dính cái ấy không đó. Ôi, ghê vậy. Con quỷ này. Chán sống hả mày? À đúng cà khịa luôn á trời. Giờ qua 7 chắc có kèo. Lên 8 luôn anh em ơi. Anh nó dọn sạch đồ bên này luôn. Nga mi. Hay quá. Còn 4 đội. Cái team lúc nãy, cái team có thiên vương nó trốn đâu rồi ta? Con gì? Nãy con thiên vương ở con. Nè 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 nè. Ô nó lốc nhà rồi. Chạy anh em ơi. Chạy đi. Chết rồi. Thôi anh em chạy được. Ok ổn rồi. Bỏ rút đi. Từ đã. Cùng luôn. Tìm nó cũng cần căng tìm ba. Giờ vô mình chết mình có quần mình chạy thẳng qua ba mình đập tìm đó. Nếu mà có quần. Ui cái rương này để nghe lên. Vậy mình dòng xuống dưới đi em ơi, dòng xuống dưới đi. Giờ kiếm cái bọc kích vuốt từ nó mới phê. Quân. Bây giờ mình lên đâu đây? Mình lên 2 nha. Ok, lên 9 lên 2. Bỏ con đó đi, quýnh cái tiền bà trước. Nó đây nè anh em ơi. Quá đông luôn. Rồi, một con. Thiên vương rồi, thêm con nữa rồi anh em ạ. Rồi, ngũ độc lên trứng nè anh em, ngũ độc lên trứng nè anh em. Thiên vương qua cứu ngũ độc. Cứu. Nhảy đây. Ôi ôi. Tiếng nữa. Càn tu, cố lên ngay. Không, mình làm rã đội hình team kia được rồi. À, ông áp rồi đó anh em. Ok. Ơ à, cái gì vậy? Cái ban còn cái ban. Né đi em. Vô lên nha, vô lên đi. Không rồi lên đâu. Ok. Bắn không cho được em đi. Rồi luôn lướt cho nó chết luôn nè. Chết luôn. Hay long tước lướt thì giờ còn con gì ta? Nãy là ngũ độc thiên vương, đúng rồi, còn tìm ngũ độc thiên vương anh em ạ. À vậy là ok rồi. Ok vậy mình đi quét thôi. Vậy là cái team tiêu dao, team huyền thủy bị quần banh chành luôn. Tính ra cái quần mình đón hướng được team nó chạy cái là ông áp liền ha. Ok đây nó có 7 luôn nè anh em. Ơi còn long tước với ngũ độc chung team nữa à. Rồi ngũ độc ấy nha, lướt kẹt tường. Nha quay lại ăn bọc kích cái nha anh em ơi, ăn bọc kích cái để phí uổng. Không thấy rồi. Được luôn anh em ơi, tản ra được đi, còn có mình nó.
Rồi, hay quá. Ok anh em. Tính ra là Nhai giao lưu với anh em 3 lần. Lên đỉnh tu 3 lần luôn, đúng tay to anh em thấy không? Được kéo quá sướng.